có những gian thương họ họ làm ăn bất chính á, nên họ tồn hàng về Việt Nam á, đồ có chất bảo quản nhiều nên không giữ được độ an toàn. Tuy nhiên á, ở Trung Quốc thì mình an tâm về cái chuyện đó ha. Con chụp túi ở câu quảng cáo 3D của Trung Quốc là cái dạng đó, họ lót cái đầu ra luôn. À, công nghệ quảng cáo của Trung Quốc phải nên cực kỳ đỉnh ha. Mà mình thường hay kiếm là cả nhà. Yeah. À, ở đây là người ta mua sẽ sử dụng cái mã WeChat ha. Mình là khách du lịch nên mình sẽ sử dụng tiền mặt. Cái kẹo Holo nó có rất là nhiều loại nha. Nó là từ một loại trái cây. Là một cái ly nước mà Bùi Hồ đã cố tình chế gần đây ly. Nhưng mà chạy rất là nhanh. Nhưng mà tàu cực kỳ nhanh, khoảng 300 km một giờ, nhưng mà nước thì vẫn không, nước vẫn không đổ ha. Đây. À, tiếp tục hành trình thì Bùi Hồ sẽ thực hiện một cái chuyến di chuyển rất là dài bằng tàu siêu tốc ở cô bác anh chị. Và cái chuyến hành trình này đi từ thị trấn Giang Tô về lại cái là di chuyển từ Hoa Đông về lại Bắc Kinh đó, với quãng đường là hơn 1.800 km. Và di chuyển là khoảng hơn 5 giờ đồng hồ. Và cái đoạn đường di chuyển này, cô bác anh chị biết không, là tàu của Trung Quốc rất là hiện đại luôn. Họ 1 giờ đồng hồ có khoảng nói là di chuyển hơn 300 km ha. Và bây giờ mọi người đang tất bật để chuẩn bị di chuyển về lại Bắc Kinh. Mọi người đang tất bật để mà đưa hành lý vào tàu. Những ngày lưu trú ngay tại Trung Quốc á, cô bác anh chị biết luôn cái vấn đề phải nói đường xá cực kỳ sạch đẹp luôn. Và tuy nhiên vấn đề mà mọi người quan ngại nhất đó chính là nhà vệ sinh. Mấy ngày qua ở Trung Quốc là đa số ăn toàn những mấy món đồ chiên xào á, nên là nữ là cơ thể của Bùi Hồ á, bây giờ hình như là nó, một là nó lạnh thì nó bị khô môi rồi nè, nó bị khô môi rồi. Hai á là nó ăn đồ chiên xào rất là nhiều, và đặc biệt là ăn cay á, nên là nữ là cơ thể của nó mụn thôi, nó mụn 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 chụp ba lửa giờ tại cái miệng luôn. Ở đó Trung Quốc cực kỳ gần, và những thứ gì ở trên thế giới có Trung Quốc đều có hết. À, có một điều nói là tại sao qua đây ăn cơm ăn gạo Trung Quốc có sao không? Thật ra hàng nội địa Trung Quốc là cực kỳ tốt cho cô bác cái gì, gạo cơm hoặc là thức ăn trái cây đều mình cứ an tâm để mà ăn. Có những gian thương họ làm ăn bất chính á, nên họ tồn hàng về Việt Nam á, đồ có chất bảo quản nhiều nên không giữ được độ an toàn. Tuy nhiên á, ở Trung Quốc thì mình an tâm về cái chuyện đó ha. Thử một lần được chăn đi sang Trung Quốc, cô bác anh chị sẽ cảm nhận rất rõ điều này. Đây. Cho một mình cầm máy nên là nữ là nó hơi mờ ha. Đây là khung cảnh bên trong ga tàu điện của Trung Quốc, cô bác anh chị, một trong những cái ga tàu điện mà trên thế giới có độ cực kỳ cao luôn, khoảng 300 km/h. Và mới vừa rồi thì Bùi Hồ cũng vừa làm một thủ tục kiểm tra an ninh giống như là sân bay á. Và đây là khung cảnh bên trong rất là lớn ha, đây mọi người đang chờ để đến giờ lượt lên tàu. Và tàu ở đây là hoàn toàn đều tự động, cô bác anh chị. Cô bác anh chị có biết mà cái đoạn clip khi mà người ta chia sẻ rằng khi mà ngồi trên tàu á, một cái ly nước, cái ly nước mà để trên một cái thành tàu á, thì tốc độ tàu chạy hơn 300 km/h nhưng mà nước nó vẫn không dao động, thì biết tàu nó chạy êm như thế nào và hiện đại như thế nào. Chút xíu nữa Bùi Hồ chia sẻ cho cô bác anh chị được biết luôn ha. Giờ thì Bùi Hồ sẽ đi lên một cái đường tàu này, cô bác anh chị. Đường tàu này nó có rất là nhiều tuyến đi ha, và cái đoạn đường Bùi Hồ đi là khoảng gần 2.000 km, thì nó khoảng là 567 tệ, thì nó khoảng 1.500.000 tiền Việt Nam á. Tàu này là tự động hết hả cô bác anh chị? Và đây đây đang đợi cái đường tàu. Và cái tuyến tàu này nó rất là dài luôn hả cô bác anh chị, không phải là nó ngắn đâu. Mình muốn đi sang Trung Quốc mà đi tàu được á, phải rất là khó khăn luôn. Phải có người Trung Quốc hiểu tiếng Trung hoặc là người Việt hiểu tiếng Trung thì hướng dẫn các bạn đi, chứ không biết gì, không biết tiếng Trung Quốc thì rất là bỏ tay ha. Thank you.
Và bây giờ con tàu nó dần dần chuẩn bị tới và mình chỉ có 2 phút để mình di chuyển thôi. Cô bác anh chị có thấy được rằng á, trước khi mà mình chiếc tàu nó ngừng á hoặc là nó chạy lại á, là có một người thổi còi ha. À, rất là nhiều ga tàu ha. Trời ơi. Ở trên cái chiếc tàu này nó giống như là chuyên cơ mặt đất, cũng có những cái nhân viên á để mà đem những cái nước uống nè, rồi cả có cả bán cả những cái ăn nhanh á. Ở đây là nhà vệ sinh nha cả nhà, nãy quên đóng lại. Và đặc biệt các bạn này không có biết tiếng tiếng Anh á, hành lý thì mình có thể để ở dưới đây hoặc là để ở trên kia, hành lý nhỏ nhỏ để kia, hành lý bự thì mình sẽ để tại chỗ này. Và chiếc tàu này chở rất là nhiều to nên chở rất là nhiều người luôn. Cái bảng hiệu là tốc độ tàu cao tốc nó chạy là 302 km/h kìa. Và để minh chứng cho việc cái chiếc tàu siêu tốc chạy từ Giang Tô về Bắc Kinh với đoạn đường 1800 km đó, chạy khoảng 5 giờ đồng hồ á, thì Bùi Hồ có kiểm chứng cái độ êm mượt của nó đó là thông qua một cái ly nước này. Đây, đây là một cái ly nước mà Bùi Hồ đã cố tình chế gần đây ly, nhưng mà chạy rất là nhanh, nhưng mà tàu cực kỳ nhanh khoảng 300 km/h, nhưng mà nước thì vẫn không, nước vẫn không đổ ha. Đây đó, mình lật lại nhẹ nhưng nước nó dao động nè, nhưng mà mình để chiếc tàu chạy thì nước nó không dao động luôn nè cả nhà, không à, nước nó dao động nhẹ nhẹ thôi ha. Đây là một trong những điều lý thú nhất khi mà đi trên cái chuyến tàu này. Vậy là sau hơn 5 tiếng tại Bắc Kinh rồi cô bác anh chị, tốc độ của tàu chạy là hơn 300 km/h và ghé qua những cái trạm dừng chân đó. Và phải nói là tàu này là một tàu rất là hiện đại. Vậy tàu này là chia sẻ cho cô bác anh chị chạy rất êm và mượt luôn, và phải nói là chạy khoảng 5 tiếng hơn 1800 km đã đến nơi rồi. Và nơi mình đặt chân đến là thủ phủ Trung Quốc, đó là Bắc Kinh. Sau lưng đây là một cái bảng của Bắc Kinh. Giờ địa phương ở đây là 18:41, có nghĩa là sẽ sớm hơn so với Việt Nam buổi 1 giờ. Ở đây là buổi giờ là GNB cộng 8, còn có Việt Nam là GNB cộng 7, cô bác anh chị. Tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái con phố đi bộ ngay tại thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc đó cô bác anh chị. Và đây là một cái con phố đi bộ khá sầm khuất. Người ta nói đi đến Bắc Kinh thì phải ăn được vịt Bắc Kinh nè, rồi phải thưởng thức cái món kẹo hồ lô nè. Và đặc biệt là đây là ngay tại thủ đô á, thì vừa học hỏi rằng là cái món đậu hũ thối, một cái món mà trong phim cổ trang của Trung Quốc á mà người ta thường hay thưởng thức á, thì vừa học mời cô bác anh chị cùng với vừa học đi dạo một vòng ngay tại phố đi bộ của Bắc Kinh ha. Và đây là một cái tuyến đường của phố đi bộ nè, xếp lên đây mọi người đi rất là đông nha cả nhà. Theo như cả nhà nghĩ thì Trung Quốc không phát triển không, một nền kinh tế đứng số 1 thế giới mà, thành thử là cái việc mà mình qua đây mình sẽ bị rất là nhiều về sự choáng ngợp hiện đại của một cái Trung Quốc ha. Đường phố cực kỳ sạch đẹp luôn các bác anh chị. Và ở đây có những cái chiếc xe gọi là chiếc xe xe buýt mà chạy bằng điện á, hồi nãy qua rồi Bùi Hồ không có quay được cho cô bác anh chị biết được. Đây là cái kẹo hồ lô huyền đội mà mình thường hay kiếm tại cả nhà. Ở đây là người ta mua sẽ sử dụng cái mã WeChat ha. Mình là khách du lịch nên mình sẽ sử dụng tiền mặt. Cái kẹo hồ lô nó có rất là nhiều loại nha. Nó là từ một loại trái cây và người ta sẽ ngầu đường, nó thành ra là một cái kẹo hồ lô. Mà cái kẹo hồ lô mà nó giống với lại ở trên phim nhất là cái cây này nè. Cây này để coi có bao nhiêu tiền. Bao nhiêu? Không biết, bây giờ là không biết trả giá, tại vì người Trung Quốc á, họ đúng rồi, họ không có biết sử dụng cái tiếng Anh. 15, họ nói là 15 tệ. Anh trả giá đi. 15 tệ mình mới trả giá 10 tệ đi ha. Anh trả 5 tệ thôi. 5 tệ đúng rồi, ở đây là ở chỗ này nó vậy. Người ta nói là nói thách. 10 thôi. Người ta nói là nói thách chữ lắm luôn. Ok. Không bán à, họ cho trả giá
một số nơi á, trước khi mình đi Trung Quốc á, người ta nói là ở đây người ta nói rất là thách, mình phải trả giá xuống. Tuy nhiên ngay tại phố đi bộ này đó mà mua một cái cây kẹo này á, ngay tại thủ đô Bắc Kinh á, thì nó giá phải cực kỳ khác, tại vì cái mặt bằng nó khác hết cả nhà. Thôi thì để thưởng thức thử coi một cái cây kẹo nó sẽ như thế nào ha. Ê 15 tệ một cây. 15 tệ là nó khoảng 10 tệ thì nó khoảng 35 ngàn, khoảng 50 ngàn. Ok. Chưa, đợi tí, đợi tí, mình nhờ một người bạn cầm máy giùm. Yeah. Ok, mời cả nhà ha, đây là cái cây kẹo hồ lô huyền thoại ha cả nhà. À, đây mình sẽ thưởng thức một cái cây kẹo hồ lô ha. Cái cây kẹo này làm từ cái trái, hình như giống như là cái trái táo vậy cả nhà, và người ta sẽ nhào đường ha, táo. Ừ, rất là một loại trái cây. Ngọt lắm. Đấy. Nè cả nhà, thấy không? Đấy, để bụng. Đó là một loại trái cây nha cả nhà. Ai, quay về cả nhà thấy nè. Cả nhà thấy không? Ở đây 2, 4, 6, 7 được 8. 8 quả và người ta ngào đường nó rất là giòn luôn ngay cả nhà. Rất là giòn. À, được ăn kẹo hồ lô ngay tại Trung Quốc là một điều gì đó rất là tuyệt vời. Ai tiếp tục thưởng thức thôi. Giống như là ngào đường Bạch Nha nha cả nhà. Đây rồi. Rất ngon nha cả nhà, rất ngon, đường nào không quá ngọt. Coi phim cổ trang ngày xưa mà nghe nói cái món kiểu hồ lô á là bọn trẻ nó thích lắm, mà mình thì cũng không thích ngọt. Nhưng mà ngày hôm nay để chia sẻ cho cả nhà biết, cái kẹo hồ lô á là một loại trái cây họ sẽ đem đi ngào đường đó, đem đi ngào đường thành thử ra là một kẹo, loại kẹo hồ lô ha. Mình mua là loại táo, có loại dâu đó. Giống như là mình ăn cái kiểu là trái cây mà chấm đường á, ngon. Nhưng mà ăn nhiều cũng hơi ngán này cả nhà. Đường phố này rất là sạch, mặc dù mình gặp rất là ít hùng ngát ha. Cũng hơi ngán rồi cả nhà. Mình ăn được 8 quả nhưng mà ăn được 3 quả. Trái nó. Mình sẽ cái hộp á thì mình sẽ bỏ vô đây. Vì đây là một loại cái cây mình nó đã khô, cái hộp bỏ vô đây không sao. Còn loại gác hữu cơ thì mình sẽ bỏ vô cái hộp gác. Bây giờ mình sẽ quay lại đằng kia. Rồi đây thì nhớ ăn kẹo hồ lô nha cả nhà. Rồi một cái món nữa đó là
đồ hôi thối. Nhưng mà mình không có ăn, tại vì nó không bán. Người Trung Quốc ở đây không có nói chuyện tiếng Anh được đâu. Bao nhiêu đây ngán quá, ăn một hồi sẽ khát nước rồi. Và vừa hồi có chuẩn bị một cái chai nước suối bỏ trong áo. Ở ngoài này á, cái ranh kiểu ở ngoài này, chỗ dọc này nè, nó cứng như lắm luôn. Cứng lắm. Đừng như cả nhà biết á, thì Trung Quốc họ rất là chuộng cái màu vàng với màu đỏ. Nên thành thử là những cái ngày Tết á, hoặc là những cái ngày lễ á, thì Trung Quốc họ sẽ chọn giấy đỏ chữ vàng. Và ngay tại một cái phố đi bộ như thế này nè, cô bác với anh chị thấy là cũng họ cũng chọn một cái tông màu, đó là màu đỏ với lại màu vàng ha. Gọi là giống như ngày nay mà Bùi Hồ có đi một cái khu vực là Tử Cấm Thành á, là ở trong cái bức tường thành này chọn một cái màu đó là sơn son thép vàng. À, bây giờ mà cô bác với anh chị tiếp tục cùng với Bùi Hồ đi vào trong đây. Lúc trước á, thì cứ nghĩ là ngay tại Bắc Kinh ở thời điểm mà Bùi Hồ trước khi sang đây á, thì nó lạnh lắm. Nhưng mà thật ra là ở thời điểm này nó cũng không có lạnh lắm cả nhà. Nó khoảng 12 độ C thôi. Và với một cái chiếc áo ấm như thế này thì Bùi Hồ cũng cảm thấy là đủ ấm rồi. Đây, đây là phố đi bộ Bắc Kinh nè. Hình như là toàn, Bùi Hồ nhớ không lầm là toàn cái Bắc Kinh đó là khoảng 27 triệu dân. Thành phố nha, thành phố Bắc Kinh là 27 triệu dân nha cả nhà. Trong cái phố đi bộ này thì khoảng chừng vài trăm mét là mình sẽ gặp xe, chiếc xe của cảnh sát á. Và chiếc xe này nó có một cái giám sát bằng camera bốn hướng luôn cả nhà thấy không? Ở an ninh họ cực kỳ thắt chặt luôn. Và có xe nhỏ nhỏ nữa kìa. Ở bên kia là có xe cứu thương nữa. Và lâu lâu thì sẽ có đây là con chuột túi ở câu quảng cáo 3D của Trung Quốc này cả nhà đó. Họ lót cái đầu ra luôn. Công nghệ quảng cáo của Trung Quốc phải nó cực kỳ đỉnh ha. Trúc Bành Đà từ ở trong một cái đúng thấy hoa rồi. Và Bùi Hồ chuẩn bị vô cái khu này và mới hỏi được một cái bạn kia Gani thôi chứ không có hỏi được, và chỉ dùng cái tay quơ chân quơ để mà hỏi vô đây để mà mua cái đồ hủ thối cô bác. Nhưng mà vô đây ha, đồ hủ thối là một cái món khá là nổi tiếng. Còn đây là kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô lúc nãy mà Bùi Hồ có coi quay cho cô bác anh chị á. Ở đây đều quét mã, cái này người ta để cái giá nè cô bác anh chị. Này là 10 tệ và quét cái mã WeChat hoặc là cái ứng dụng gì đó. Đây bây giờ vô đây ha. Và sau một thời gian hỏi thì Bùi Hồ tìm đến một cái nơi bán đậu hũ thối. Chắc có lẽ là ở đây nè cả nhà. Đây là đậu hũ thối mà mọi người thường hay nhắc nè. Cả nhà có thấy không? Dữ lắm mới tìm được á. Bây giờ mình hỏi coi giá bao nhiêu nha cả nhà. Mình là người Việt Nam ở đây, là mặc dù là bán cho khách du lịch nhưng mà họ nói là có 20, 25 nha. Không có nói được nên là nữa là mình sẽ trả tiền luôn nha cả nhà, để mình trải nghiệm cái món, hai cái món nổi tiếng nhất Trung Quốc là đậu hũ thối với lại kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô thì mới vừa ăn xong rồi nha. Ten, yeah. Okay.
quên đi cái. Ờ ok, họ nói là họ bán thì họ nói này. Không có biết đường. Ok, no. Let's just stop. Okay. Họ nói họ chỉ bán là 25 tệ thôi chứ không có bán là ít hơn. 25 tệ thì 20 tệ thì nó khoảng 20 thì nó khoảng 70.000, khoảng 90.000 vậy. Giá 10 tệ thì khoảng 35, khoảng 90.000 cả nhà. Xin trộn lên. Mổ không? Cái ăn cũng hết rồi. Vừa ăn vừa bịt mũi quá. Dạ. Người Trung Quốc cũng rất là dễ thương nha cả nhà. Chứ không phải là trong cái suy nghĩ của người Việt Nam nói rằng là ở xã hội nào cũng vậy, cũng có người tốt, người xấu ha. Tuy nhiên là những ngày qua thì mình đi tiếp xúc, mình thấy người Trung Quốc cũng khá là dễ thương. Không biết là đậu hũ này vì sao nó lại màu đen, tại vì mình không biết tiếng Trung á. Và đặc biệt là khi đi du lịch từ Trung Quốc á, là một điều gì đó rất là khó khăn nha cả nhà. Tao bỏ vô ít này là nước nước này là tỏi, còn này là đậu que, này cải xanh, còn ở đây là giống như nước ớt đây cả nhà. Cái phần đậu hũ đuối là mắc tiền nhất nha cả nhà, 25k một phần. Ủa, 25 tệ là tương ứng với khoảng là 90.000 tiền nè. Họ kêu là thanh toán tiền trước. Thank you. Mới mua thêm một cái lon nước. Mình đưa là 20 tệ, họ thối lại. Chỉ có 7 tệ rưỡi thôi nha cả nhà. Ok. À, bây giờ mà cả nhà cùng ăn đậu hũ thúi, uống nước ngọt Trung Quốc. Mà cả nhà cùng ăn đậu hũ thúi, uống nước ngọt với vừa hồn ha. Giống như Coca. Ta luôn nè. Mày nước ép với cây. Mời cả nhà ha. Đây. Đây mời cả nhà ăn đậu hũ thúi nè. Miếng đậu hũ nó đen quá trời, đen đen hơn vừa hồn luôn. Này là 25 khoảng 90.000 tiền Việt Nam cả nhà. Thúi thật. Thúi. Cái cây mà rất là dai nha cả nhà. Rất là dai. Đậu hũ rất là giòn, rất là dai. Dai mà thơm. Húi á, rất là húi. Húi thật. Vì biết sẽ có tiêu nên họ sẽ uống một loại nước này. Ngon. Anh đem một miếng nữa. Ở đây nó tổng cộng được 6-7 miếng vậy. Mà 90.000. Có lại không? Này là khoảng lời lại là 35.000. Cái này khoảng 20.000. 110.000. Nói chung là món ăn cũng khá là mắc tại như tại thủ đô Bắc Kinh đó cả nhà. Review để làm kỷ niệm luôn, chia sẻ cho cô bác quý chị biết cái món đậu hũ thúi luôn.
túi không thứ lắm. Đúng rồi. Thôi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả ở lúc sau ha.